một cái thiết bị nhỏ gọn mà chuyển đổi cái màn zin của bác cùi bắp trở thành màn hình thông minh, màn hình Android thông minh các bác nhá, có bản đồ cảnh báo tốc độ, ra lệnh bằng giọng nói và các bác nghe nhạc online tất cả các bài hát mới nhất luôn. Các bác biết là thiết bị gì không ạ? Đây, nó là cái thiết bị Android box nha các bác nhá. Một cái hộp nhỏ xíu bằng cái bàn tay như này thôi. Đây, các bác chỉ việc đặt vào đây, cắm cổng USB, ngay lập tức màn hình mình sẽ đổi thành màn Android như thế này. Như bác thấy đây là cái bản đồ Vietmap S2. Trên này nó sẽ có cái tốc độ này, cảnh báo tốc độ ở đây, và các bác di chuyển rẽ trái rẽ phải đây này, nó sẽ hiển thị hết cho các bác nhé. Các bác dùng cảm ứng có thấy nhạy không? Đây, một kho ứng dụng vô vàn luôn. Điều đặc biệt là các bác có ứng dụng YouTube không quảng cáo, các bác nghe nhạc thoải mái luôn, cập nhật những bài hát mới nhất luôn, mở video nhạc trẻ hot TikTok. Các bác có thấy cái màn hình của bác thông minh không ạ? Mở ngay đúng không ạ? Đấy. Tăng giảm cái lượng này. Các bác đâu cần phải bấm tay vào đây tìm kiếm nữa. Lách bài này. Quá là tiện luôn. Bác nào xe của bác nào mà chưa có cái thiết bị này thì các bác có thể qua Cala Thái Nguyên để trải nghiệm các bác nhá.